Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại khóa học tiếng Anh lớp 11 trên trang web olm.vn Sau khi tốt nghiệp cấp 3, các em đã xác định được con đường của mình. Các em tiếp tục học cao hơn lên đại học hay các em định theo lớp học bổ túc nghề nghiệp? Trong bài 7 này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về giáo dục bổ túc. Unit 7. Further Education với phần từ vựng và phát âm Vocabulary and pronunciation. Đầu tiên là từ vựng. Vocabulary. Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hệ thống giáo dục Việt Nam. Vietnam's education system. Hệ thống giáo dục cơ bản ở Việt Nam bao gồm các cấp bậc nào? Đầu tiên là hệ thống giáo dục mẫu giáo, thường kéo dài trong 3 năm. Kindergarten. Sau giáo dục mầm non sẽ đến giáo dục tiểu học, kéo dài trong 5 năm. Primary education. Sau bậc tiểu học, chúng ta đến bậc trung học cơ sở, học trong 4 năm. Lower secondary education. Tiếp đến là 3 năm giáo dục trung học phổ thông. upper secondary education Sau giáo dục phổ thông, các em có thể chọn học đại học university hoặc cao đẳng college. Thời gian thường kéo dài từ 3 năm trở lên. kindergarten primary education lower secondary education upper secondary education university college Môn học chính ở trường đại học sẽ được gọi là major Một việc thuộc hoặc liên quan đến giáo dục, việc học tập mang tính học thuật academic Cung cấp các kỹ năng kiến thức để chuẩn bị cho một công việc cụ thể vocational khả năng suy nghĩ logic để tìm hiểu khám phá một vấn đề Analytical. sinh viên đang đi học đại học Undergraduate. sinh viên tốt nghiệp hoặc mang ý nghĩa tốt nghiệp Graduate. sau khi tốt nghiệp đại học tiếp tục học lên để lấy bằng cao hơn Postgraduate. major academic vocational analytical undergraduate graduate postgraduate để nắm chắc hơn các từ vựng vừa rồi các em hãy làm bài sau Câu 1. Khóa học cung cấp cả kỹ năng thực tế, cả kỹ năng tư duy phản biện, đó chính là academic. Một sinh viên học đại học hoặc cao đẳng sẽ phải chọn một chuyên ngành để theo học, đáp án chính là major. Câu 3. Các khóa học chuyên biệt như thiết kế, nấu ăn rất phổ biến, đây được gọi là các khóa học nghề, vocational. Câu 4. Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học có thể học cao hơn để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, được gọi là postgraduate. Câu cuối cùng, các sinh viên đại học cần có kỹ năng phân tích để họ có thể phân tích vấn đề một cách khoa học. Đáp án là analytical. Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai, phát âm. Pronunciation. trước tiên các em hãy kiểm tra lại kiến thức cũ thông qua các câu hỏi sau đánh dấu ngữ điệu của mỗi câu câu một đây là câu hỏi yes no question vậy nên ngữ điệu của câu sẽ đi lên Câu 2 là câu hỏi WH question, ngữ điệu của câu đi xuống. Tương tự, ngữ điệu của câu 3 cũng đi xuống. Câu 4, câu hỏi yes no question, ngữ điệu của câu đi lên. Vậy trong bài này, các em hãy luôn nhớ, ngữ điệu của câu hỏi yes no question sẽ luôn có ngữ điệu đi lên để kiểm tra xem thông tin có chính xác hay không. Ngược lại, ngữ điệu của câu hỏi WH question luôn có ngữ điệu đi xuống để hỏi về thông tin. Vậy, trong bài học này, chúng ta đã học các từ vựng liên quan đến giáo dục và ôn lại ngữ điệu câu hỏi yes no question cũng như câu hỏi wh question. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.